Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi Kể Chuyện. Chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của bộ truyện Tán Tận Lương Tâm, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lành già bạc nhìn thấy vẻ lưỡng lự của bà Tám thì trong bụng lo lắm. Lo bà Tám sẽ bàn ra tán vào để bà Năm không cho hai người ở trọ là chết. Lành bây giờ chỉ muốn được an cư nơi đây để sống cho qua ngày, chờ hai đứa con mình trưởng thành. Chỉ biết đây là nơi xô bồ xô bộn. Những công nhân hái trà cà phê mướn là quy tụ về từ mọi miền đất nước. Chỗ này đang trong giai đoạn hỗn quân hỗn quan nên chưa thiết lập được trật tự. Người ta đối xử với nhau bằng tình cảm, bằng tình người nhiều hơn. Họ đùm bọc, che chở cho nhau nếu như đối phương có tính tình hiền lành. Chị tin rằng điều này thì mình có thể đạt được. Nếu có chỗ ăn ở một thời gian cho quen nước quen cái, thì chị có thể tìm cho gia đình mình một chỗ tốt hơn. Còn nếu như bà Năm vẫn tin tưởng, vẫn thương mến vợ chồng chị, thì chị cũng quyết dùng tình cảm ấy trả lại cho bà. Xem bà như má của mình để mà chăm sóc trong thời gian con cái không ở bên cạnh. Nhưng thái độ bà Tám làm chị lo. Suy nghĩ mãi, Lành mới dám bạo gan hỏi: "Dì Tám có vẻ không được vui hả dì?" Bà Tám hư một tiếng, miệng cười tươi: "Mắc gì mà không được vui, chỉ là bay làm gì nhớ tới Bến Tre thôi. Dì cũng gốc gác ở Bến Tre, nhưng lên đây mấy chục năm rồi, giờ không còn ai ở dưới nên bùi ngùi chút vậy thôi." Bà giật mình khi nghe bà Tám nói là người Bến Tre, nhưng sau đó nói không còn ai ở dưới nên anh ta thở phào. Bà Tám lại tiếp tục: "Tao được suy nghĩ coi, có nên nói cho vợ chồng nghe về hoàn cảnh nơi đây để tụi bay biết mà sống không bị gia giáp. Nhưng tụi bay cũng còn mới mẻ quá, tao cũng chưa hiểu tính tình ra sao. Thôi, để từ từ rồi tính. Chỗ này cô đơn giản vậy chứ phức tạp lắm. Mới bữa rồi, trang trại của thằng Gia Bảo có chuyện đâm chém tùm lum, vợ chồng nó cũng liên đới bị trách nhiệm, cho nên bây giờ người ta chọn mướn người phải có gốc gác giấy tờ đàng hoàng. Như bay vậy thì người ta cũng tin tưởng hơn, vì có đủ vợ chồng con cái, dù hèn cũng thế." Trong khi bà Năm đứng dậy ra nhà sau làm bốn ly bơ dầm đường, bà Tám tranh thủ nói nhỏ: "Dì Năm đây là người tốt bụng, con cái giàu có nhưng ở quê quen rồi, không chịu sống thành phố. Dì Năm có cái bệnh liệu, bệnh liệu đó. Bày có nghe tới cái bệnh đó chưa?" "Dạ có nghe." Bà Trà Lành đồng thanh trả lời. "Ừ, cho nên thằng Phát lo cho má nó, về đây dặn bà con chồng sống ngó chừng và đừng ai chọc ghẹo chỉ hết. Vậy còn ở lại đây, không theo con dì lên Đà Lạt sống là bởi vì núng níu chị Năm này. Mấy chục năm nay làm hàng xóm láng giềng với nhau, tình thân hơn ruột thịt. Dì dặn bay, đừng cho mấy đứa nhỏ la hét gì trước mặt chị Năm, cũng đừng thất thần làm chỉ giật mình hoặc nhảy múa trước mắt chỉ nghe hôn." Vợ chồng bà chỉ biết dạ, họ thừa biết bệnh liệu là bệnh gì. Là bị hù bất ngờ thì người bệnh sẽ la lên hoài không ngớt miệng: "Mẹ cha mày ơi, mẹ cha mày ơi." Hoặc đang không, ai chụp la lớn lên, đại loại như: "Cháy, cháy." Là bà sẽ nhảy dựng lên: "Cháy, cháy, cháy." La cho đến khi nào có người ôm lại mới trấn tĩnh được. Hoặc đáng nói hơn, nếu đứng trước mặt bà vừa la vừa nhảy là bà sẽ nhảy theo đến mệt phải ngã quỵ. Chăm sóc người bệnh cũng không có chi là cực. Chỉ là không có những trường hợp như vậy xảy ra trước mắt người bệnh là được. Còn mọi sinh hoạt của họ đều bình thường. Bà Năm Lâm bưng bốn ly bơ dầm ra, cười ngõ ngoẻn và biết đang nói lén mình. Bà vui vẻ: "Tao bị chứng bệnh gì mà ức chế không được. Có bà Tám bên cạnh nên cũng đỡ lo. Tao không bị bệnh như vậy, bà bỏ tao về Đà Lạt tám đời dương rồi còn đâu. Thôi ăn bơ đi con. Ờ, hai thằng nhỏ học hành gì chưa?" "Dạ thằng lớn học lớp 2, còn thằng nhỏ chưa đi học gì ạ." "Ồ vậy hả? Không gửi nó cho ông bà nội ngoại gì đó đặng đi học mà dẫn theo lùm đùm vậy dốt hết làm sao?" "Dạ, nhà nội ngoại nó xa trường lắm gì, để từ từ rồi vợ chồng con liệu cách mà cho nó đi học, chứ đâu để nó lông nhông vậy được gì." "Ồ cũng phải. Thôi ăn bơ đi con, nghỉ sớm cho khỏe đi." Bà nói vậy, vì thấy Lành có vẻ lạnh, hai tay thọt vô túi chiếc áo ấm mới mua hồi chiều. Và hơi co rúm người lại, bà cười hì hì: "Tao nói ở cái chỗ này nó lạnh dữ thần lắm, mới tới chưa quen đâu, sau quen rồi về xứ nóng không chịu được,
Tao mê cái khí hậu này, nên sống chết cũng ở đây hả? Bây giờ coi hai đứa nhỏ đi, con nít ngủ hay đạp tung mình ra lắm mà nghe. Tối đêm đó, nằm bên cạnh nhau, bà vòng tay ôm vợ, rù rì bằng giọng biết ơn. Bà giỏi thiệt á, cưới nhau 9 năm nay, tôi mới biết bà có bản lãnh vậy. Thôi, từ nay tôi cho bà làm chủ gia đình đó, bà nói gì á, tôi nghe theo bà. Tôi lo cho hai đứa con, chứ không có lo cho ông đâu, đừng vội mừng. Bà lo cho ai cũng được, miễn bảo vệ gia đình này là tôi mang ơn bà rồi. Thôi từ nay bỏ hết quá khứ, ráng làm ăn cho có tiền bạc với người ta, kiếm một mớ vốn kha khá, rồi cũng phải đi chỗ khác, chứ ở một nơi lâu ngày cũng bị phát hiện ra thôi. Lành lầm bầm, đi tùm lum rồi, làm sao thằng nhỏ học hành, chẳng lẽ để nó dốt sao trời? Chuyện đó, từ từ tìm cách bà ơi. Vợ chồng chưa đầy 30 tuổi đã gọi nhau là ông bà, lành thay có chút đáng lòng. Sáng hôm sau, lo cho cả nhà ăn sáng xong, chị dặn hai đứa nhỏ ở nhà chơi không được ra khỏi cửa, nhất là không được trước mặt bà Năm mà la hét nhảy nhót, nếu không bà Năm đuổi đi thì không có chỗ nào ở nữa. Chị dặn hai con, nếu ai hỏi ba mẹ tên gì thì phải trả lời ba tên Ngộ, mẹ tên Nhành, nhà ở dòng Trung Bến Tre. Trung Vô Tư nói, hôm qua bà kia hỏi ba mẹ tên gì, con nói tên Bạc với Lành rồi. Bà còn hỏi tên ông bà nội nữa, hỏi con ở đâu, con nói ở Mỏ Cày luôn rồi. Hai vợ chồng điến người, Bạc nhanh chóng dặn kỹ lại lần nữa, rồi nói, từ nay ai hỏi, nhớ nói vậy nghe không, nhớ lời mẹ dặn đó. Ê, biết rồi. Bạc quay sang nhìn vợ, đắn đo một chút, anh bậm môi kề tai vợ nói nhỏ, Lành gật đầu. Hai người dắt nhau lên đồi trà trùng trùng điệp điệp, bát ngát một màu xanh. Đồi này nối tiếp đồi khác với vườn trà xanh và chỗ nào cũng lố nhố người mặc áo khoác dày mang gùi sau lưng để hái trà. Lạnh xe da, nhưng Lành thích khí hậu này quá. Hèn chi, con gái xứ Đà Lạt, ai cũng trắng tóc mịn màng. Mới 7 giờ sáng mà mọi người đã hái gần xong đám trà. Chưa quen biết ai, Lành định lân la làm quen thì may mắn gặp người chị Tư hôm qua. Chị đang mang đầy một gùi trà đọt trên lưng, dồn dã chào hỏi Lành. Lành mừng quá, đúng là số chị luôn gặp may. Hai vợ chồng sáng lại chỗ chị Tư. Phải công nhận, Bạc mạnh mẽ thật. Anh nắm tay vợ kéo lên, bởi bao lần Lành suýt tụt xuống vì càng lên cao càng dốc. Chị nắm lấy thân trà đi lên từng bậc, từng bậc. Chị Tư hỏi han, hôm qua đến nay đã ổn định chỗ ở chưa? Chị nói bà Năm và bà Tám là hai bà già cựu trào ở cái miệt này, rất uy tín và tiếng nói có trọng lượng, được ở nhà một trong hai bà là an tâm nhất. Rồi dạy Lành cắt hái trà đọt, nói luôn sau khi thu hoạch đọt trà xong sẽ bắt đầu cắt lá trà già để coi như là dọn giường chờ đọt đợt sau. Lá trà già thì đem về miền nắng nóng, bán cho người ta nấu thay nước uống hàng ngày, có tác dụng giải nhiệt thanh lọc cơ thể. Còn dân ở đây, họ chỉ uống trà đọt thôi. Lành vừa nói chuyện với chị, vừa phụ hái. Chị thoáng chút đã tỏ ra điệu nghệ. Bạc mang cái gùi khác của chị Tư đưa vợ phụ. Chị nói người ở đây hái trà sớm lắm, tầm 3 giờ sáng đã có mặt trên đồi rồi. Buổi sáng, xem như vợ chồng Bạc đã có thu hoạch được chút kinh nghiệm về cách hái trà. Họ đi đến chỗ thu mua lá trà đọt mới hái đem về. Chỗ đó do hai người đàn bà làm chủ, bán nước giải khát, chút đỉnh đồ tạp hóa và đặc biệt là rau cải, cá thịt, bánh trái để người bán trà không phải ra chợ. Hai bà chủ không biết từ đâu tới, nhưng miệng mồm lanh lợi và ngọt như đường phèn. Lành đến mua miếng thịt và trái bí đao, được họ đon đã chào mời, hỏi thăm lom. Lành cũng giữ ý tứ chỉ trả lời xã giao, rồi nhanh chóng ra về. Trong khi Lành chuẩn bị cho bữa cơm trưa, thì bà Tám ngoắc Bạc qua nhà bà. Bạc trong bụng lo quýnh quán, nhưng không lộ vẻ gì trên mặt. Nhà bà Tám có vẻ sang trọng hơn nhà bà Năm, vì trang trí thời thượng hơn bởi bộ salon bằng gỗ quý đắt tiền. Bà kêu Bạc ngồi xuống, rồi nghiêm túc nói. Nhìn thẳng vào mặt dì nè, rồi trả lời cho thật nhanh. Bạc biến sắc nhưng nhanh chóng trấn tĩnh được. Cũng may, anh chỉ có một con mắt, nên nét mặt bao giờ cũng bơ dơ, không biểu lộ cảm xúc gì. Anh ta đưa một con mắt ngó bà Tám, trong tư thế chờ đợi và đề phòng. Dạ, có chuyện gì cứ hỏi, con không giấu giếm gì đâu. Dì cũng như cha mẹ con rồi, con có mẹ ruột và mẹ vợ. Dì nghèo khổ, không ở gần chăm sóc được cũng thấy tủi thân, nên lên đây gặp hai dì, con thấy an ủi lắm.
Bà Tám thoáng cảm động và bạn nhìn thấy điều đó, bà chắc lưỡi. Nói thiệt cho dì nghe, phải con ở mổ cày là con trai lớn của Tân và Trang không? Bà điến hồn. Chết cha, bà biết rõ mình rồi sao? Biết rõ mình đồng nghĩa với việc biết nguyên nhân vì sao mình phải trồi đầu lên đây. Đối phó với bà làm sao bây giờ? Không khéo, bà báo công an gồng cổ mình về xứ chứ chẳng chơi. Để coi ý bà ra sao, rồi tính cũng không muộn. Nhưng dứt khoát phải đề phòng con mẹ này. Nghĩ vậy, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, lắp bắp. Dạ, dì biết cha má con hả dì? Bà Tám mừng rỡ, sự vui mừng của bà làm bà an tâm phần nào. Trời ơi, đúng vậy thì may mắn quá. Dì với má con là bạn thân từ nhỏ. Lúc đám cưới ba má con á, dì cũng có đi. Sau đó cả nhà dì dời lên Đà Lạt sống, mua miếng vườn ở đây để làm của thôi, chứ không tính đến kinh tế. Lúc dì về quê bán hết đất đai gom về đây, thì má con á, thôi nôi con. Cái tên con ấn tượng quá, nên hôm qua nghe thằng nhỏ nói dì nghi rồi. Giờ biết vậy á, dì mừng quá. Thôi, có chuyện gì kể dì nghe. Ở đây có dì cháu, coi như dì sẽ bảo bọc cho vợ chồng con. Bà trong bụng vừa mừng vừa đề phòng. Dì nói vậy thì con cũng không có gì để giấu nữa. Thật ra do con làm ăn thất bại, phải bán miếng đất cha má để trả nợ vẫn chưa đủ. Cha má con buồn lắm, con cũng mắc cỡ không dám ở dưới nữa, nên đi tìm cách làm ăn về trả nợ giúp cho người ta. Vậy làm ăn mà con, khi thắng khi thua cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là mình phải cố gắng phấn đấu tiếp tục. Hai vợ chồng còn trẻ mà, thiếu gì cơ hội làm lại cuộc đời. Thôi, dì biết rõ hoàn cảnh của con rồi. Con cũng yên tâm đi, dì sẽ che chở cho. Vẫn còn nợ người ta, nên phải lánh mặt phải không? Bà cúi đầu, dường như xấu hổ. Dạ, dạ. Nhiều không? Dạ, cũng không nhiều lắm, nhưng ngoài sức của tụi con rồi. Nói đi, nếu được dì giúp cho trả, dì cũng muốn gặp lại má con. Bà khoát tay. Không được đâu dì, dì lớn tuổi rồi, tiền bạc phải để thủ thân. Vợ chồng con còn trẻ, từ từ làm dành dụm trả người ta. Nợ mọn con lớn không sao đâu dì. Hiện giờ cha má con đang giận lắm, con chưa dám gặp mặt đâu. Từ từ rồi con sẽ liên lạc với má con, mời lên đây chơi một lần để gặp dì nghe dì. Ừ cũng được, bay biết nghĩ vậy cũng không phải là người xấu. Về nói với vợ con, đừng lui tới hai con mẹ mua trà thường. Hai đứa đó chồng con đâu không biết, dẫn nhau về đây mướn miếng đồi trà cả mẫu của Gia Khánh em thằng cha Bảo. Gia Khánh mua đất để đó nhờ anh nó khai thác, vì bận chuyện làm ăn ở Sài Gòn. Gia Bảo đất nhiều quá, phải cho người ta mướn bớt. Hai con đó chân ướt chân ráo vô mướn, không có nhân công, Gia Bảo cho mượn, rồi coi cái mồi muốn lôi kéo người ta, không cho qua hái bên Gia Bảo nữa. Hồi đó còn mướn đất thằng Khánh, nên còn nể nang, bây giờ tự mua miếng đất khác rồi, nên chẳng coi người ta ra gì hết. Ôi cái quần đó, bay ở đâu lâu ngày rồi biết, cái miệng lăng xăng lít xích, nhưng bụng dạ hẹp hòi. Giúp đỡ ai một đồng, đi kể cả làng cả xóm đều biết, miệng lưỡi ngọt ngào, lòng dạ rắn rít, tốt nhất nên tránh xa. Bà Tám nói gì bà cũng dạ, nhưng trong lòng anh ta đã vạch ra một kế hoạch khác. Trước mắt là phải lấy lòng hai bà già nhất là bà Tám này, bởi vì bà có tình bạn cố tri với má anh, phải lợi dụng tình cảm này để được yên thân một thời gian rồi tùy cơ ứng biến. Bắt đầu từ mai, bà sẽ kêu vợ đặc biệt hiếu thảo với bà để chiếm trọn lòng tin, và hai đứa con anh phải kêu bà là bà nội. Chắc chắn bà ta sẽ cười hiếp mắt vì sung sướng và sẽ không đề phòng anh. Còn hai mẹ con mà bà nói thì có nhầm nhò gì với anh chứ? Bất quá cũng chỉ là những con mụ lắm chuyện. Nếu mà đúng là phường lắm chuyện thì không bao giờ có cái nhìn sâu sắc về mọi vấn đề. Bà yên tâm lắm rồi, không ngần ngại nói những lời có cánh để nịnh hót. Dạ, yên tâm đi má Tám. Vợ con nó cũng ít lời. Từ nay con có má Tám và má Năm rồi, tụi con cũng đỡ cô đơn. Vợ chồng con sẽ cố gắng làm cho hai má vui, không để hai má phải thất vọng đâu. Bà Tám cười chúng chím, tỏ vẻ hài lòng. Bà thấy hình như cơ hội đổi đời anh đang nắm trong tay. Bà về, lành dọn cơm ra bàn. Anh ta nhìn qua vợ, rồi dặn dò hai đứa con. Từ nay, Trung Quân nhớ kêu bà Năm ở nhà mình là bà ngoại, bà Tám ở kế bên là bà nội nghe chưa? Còn vợ chồng mình thì kêu bằng má Năm, má Tám. Lành chưa kịp hỏi thì thằng Quân đã hỏi trước.
Sao kỳ vậy ba? Mình có bà nội bà ngoại rồi mà. Vì bà Tám là bạn thân của bà nội con, bạn của nội thì kêu bằng nội cũng không sao. Vậy sao kêu bằng bà ngoại nữa? Không lẽ kêu hai bà nội, mệt quá. Dặn sao làm vậy đi, hỏi lung tung lang tang. Từ nay phải ngoan ngoãn, ba mẹ không ở nhà thì nghe lời bà nội bà ngoại biết chưa? Biết rồi. Giỏi, thôi ăn cơm đi. Lành thắc mắc chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt con không tiện hỏi. Chờ hai đứa nhỏ xong bữa cơm, bỏ đũa đứng dậy ra ngoài chơi. Chị cũng đã ăn xong hai chén cơm, nhưng bạn vẫn còn ăn. Anh ta ăn mạnh lắm, 20 chén cơm là chuyện bình thường. Đôi khi Lành cũng không hiểu, bụng anh cũng thon gọn, sao lại có sức chứa ghê gớm như vậy. Nhưng cũng phải công nhận là anh ta ăn nhiều nên rất là mạnh. Chỉ một cú đập chai thôi mà đã làm dở sọ một thanh niên đang lúc thanh xuân. Lành hỏi, có chuyện gì hả anh? Bạn vừa ăn, vừa kể cho vợ nghe anh và bà Tám đã nói chuyện gì. Tất nhiên giấu biệt ý đồ của mình, Lành cũng khắp khởi mừng thầm. Vậy là từ nay, gia đình nhỏ của chị xem như đã có lá bùa hộ mệnh. Vì qua lời chị Tư, Lành biết tiếng nói của hai bà rất có trọng lượng ở địa phương này. Khuya hôm đó, căn dặn hai đứa con sáng dậy tự bới cơm ăn. Vợ chồng Bạc theo bà Năm lên đồi trà của bà để hái. Bà Năm thuê đến 12 nhân công để hái trong 3 ngày. Lành hái trà, còn Bạc được bà kêu xuống chỗ nhận trà mà công nhân đã hái xong đổ ra từ gùi của họ. Anh chỉ việc vô bao cẩn thận, tránh để đọt trà dập quá nhiều. Bà Năm nói, ở đây nhà ai cũng có đồ trà, chỉ là ít hay nhiều thôi. Nhưng không phải trà nào cũng như trà nào. Có đồ trà tốt ra trà ngon, có đồ trà cũng dở, thành phẩm rồi cho ra nước không được đẹp và mùi vị cũng khác xa nhau. Hồi trước chỉ có hai con, Lý và Nhâm thu mua. Nó trộn hầm bà làng vô nên không phân biệt được. Bây giờ có anh em thằng Gia Bảo sấy ép đóng gói tại chỗ nên nó phân loại ra hết. Mua cũng tùy theo trà. Nhờ vậy mà dân ở đây sống được, vì ai cũng bỏ công chăm chút vườn mình để chẳng thua kém người ta. Ở đây có hai chỗ thu mua hả má? Vậy má bán cho chỗ nào? Bà Năm gật đầu, kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị cho cuộc nói chuyện lâu dài. Bạn vừa vô bao, vừa lắng nghe. Chuyện gì cũng có đầu có đuôi. Cha má của anh em Gia Bảo là người gốc gác ở Bảo Lộc. Hồi đất đai rẻ, chỗ này cũng chưa có ai trồng trà nhiều. Anh em tụi nó mới mua mấy mẫu để đó, rồi cho người ta mướn trồng này trồng kia. Sau nó mới hướng dẫn người ta trồng trà, cà phê. Cái thằng có lương tâm, sợ bà con không có chỗ tiêu thụ, nên lập ra một chỗ thu mua lá trà, cà phê hộp. Nhưng anh em tụi nó công chuyện đang đang đê đê, đâu có thời gian ở đây được. Và cả gia đình nó đã chuyển lên Sài Gòn hết rồi. Lúc đó con Nhâm và con Lý đâu ở Sài Gòn lên giúp việc cho nó, được vợ chồng nó tin tưởng, nên giao lại chỗ thu mua cho hai đứa nó trông coi giùm. Ban đầu thấy cũng được, cũng sổ sách rõ ràng, sau từ từ mua ép giá nhà vườn. Người ta biết, nhưng do nể mặt, với lại chẳng có bao nhiêu mà đem lên Tuốt Bảo Lộc bán cũng mắc công, nên bán đùa bán đại cho nó. Mà đám đó cũng ngộ lắm, mấy đứa nghèo nghèo hay lại mượn tiền trước thì nó ngọt như đường phèn, nhưng khinh người ta ra mặt. Còn mấy hộ giàu thì nịnh bợ để dụ bán cho nó. Ít thì thôi, chứ nhiều người ta cũng kêu xe tải đến chỗ khác thôi. Vậy là tụi nó coi người ta như kẻ thù. Sau này nó mua được miếng đất không còn lệ thuộc Gia Bảo nữa, nên ta nói nó chảnh hết biết chảnh. Dưới quyền nó có mấy con nhỏ giúp việc, mấy con nhỏ đó mới ghê, nhiều chuyện hết chỗ nói. Có điều đám đó coi bộ có tiền, mang tiếng là giúp việc, chứ hình như không nhận lương, mà còn bỏ tiền ra cho hai con kia làm vốn bán tùm lum đó chứ. Hồi mua miếng đất xong còn đồng bạc nào? Lệ thuộc tiền bạc đám quỷ đó nên biết, cũng bởi vì chúng mới mất mối mà có dám ọ ẹ gì đâu. Nhưng bắt đầu từ khi thằng Gia Bảo về hưu, nó trở lên đây thu mua lá trà, vì đó là công việc tự nó nghĩ ra để giúp bà con mà. Những chủ vườn cũ quay về với Gia Bảo, làm hai con Nhâm lấy sốt vó, dùng đủ thứ tình cảm để mua chuộc, nên nó cũng có lượng khách ngang ngửa với thằng Bảo. Thì chuyện ai nấy làm là ổn rồi. Đám quỷ dương đó theo nịnh bợ, thấy ai bán cho thằng Bảo cũng kiếm chuyện chửi con người ta. Đàn lôi kéo, đàn chửi bới. Người ta nể là nể Nhâm Lý, chứ đám A Mũi A Mộng đó ai mà thèm quan tâm. Nó chỉ dỗi ăn hiếp người nghèo. Cái chuyện này mới tức cười nè. Vợ chồng thằng Hà có đồi trà ngon nhất vùng này. Trà của nó đọt dài, non mướt mà mùi vị cũng đặc biệt.
những tay thích uống trà đột xanh chưa qua chế biến hay đến chỗ nó mua để về uống chơi hoặc biếu tặng bạn bè. Vợ chồng nó cũng giỏi lắm, canh tác đồi trà lúc nào cũng thu hoạch khá hơn những đồi khác. Chọc một cái thằng chồng bị bệnh nặng phải nằm viện một thời gian dài, con vợ bỏ công bỏ chuyện đi nuôi nên vườn trà thất bát. Khi thằng Hà hơi khỏe lại thì hết trơn giống liếng để gầy lại vườn trà. Bà con ở đây thương muốn giúp nó, nhưng tụi nó sĩ diện lắm. Con A Mộng á, thấy vậy cô bổ tiếc, bạn kêu gọi vài người giúp cho thằng Hà một mớ vốn. Vốn là người ta cũng đã định giúp cho vợ chồng nó rồi, nên có vài người nghe theo nó, góp chút ít giúp. Vợ thằng Hà cảm động hết biết, coi con A Mộng á, như người ơn. Bà con ở đây nghe chuyện, mặc dù không ai ưa cái đám đó, nhưng người ta thương á, là thương vợ chồng thằng Hà, nên quyên góp vào người một chút, giúp nó qua cơn khốn khó, để cải tạo lại đồi trà. Mười phần á, bà con giúp hết chín, bọn nó chỉ có một, và hai con nhâm lý á, có giúp được đồng bạc nào. Vậy mà một hai kể ơn, rồi buộc thằng nhỏ phải bán trà cho chúng. Ừ thì nó bán chứ có kêu ca gì. Có một bận, thằng Hà hái ít trà đọt đem biếu cho Gia Khánh, vì vợ thằng Hà và Gia Khánh là bạn bè thân thiết hồi giờ, lại là người đầu tiên chỉ dẫn vợ chồng nó trồng và chăm sóc đồi trà. Thằng Hà không có cà phê, chỉ chuyên về trà thôi, nên toàn tâm toàn ý đổ bao sức lực vô đồi trà. Gia Khánh thấy trà nó vừa đẹp lại vừa ngon, nên cố ý muốn giúp đỡ, đưa lên giới thiệu trên Bảo Lộc để chế biến thành trà đặc sản, như vậy giá thành mới cao. Nghe phong phanh, vậy là cả đám A Thần phụ chửi người ta là đồ vô ơn bạc nghĩa, chửi không có chỗ cho thằng nhỏ xen vô một câu giải thích nào nữa mà. Bà Năm ngừng nói thì thấy bà Tám đang lơn tơn đi lại. Bà Tám ngó qua bạn, cười tủm rồi hỏi: Đợt này khá hôn chị Năm? À, cũng đỡ chị, đi đâu ngang đây vậy? Ở nhà buồn, tà tà ra chơi thôi. Bà Năm kéo ghế mời bà Tám ngồi. Tôi đương kể cho thằng Bạc nghe chuyện của đám A Mộng A Mũi nè. Bà Tám ngồi xuống ghế, trề môi lắc đầu. Hai, đám đó nói 3 tháng cũng không hết chuyện. Bởi vậy ta nói, bắt đầu từ cái lúc anh em Gia Bảo mở ra cái xưởng xay xác, ướp hương liệu, rồi thành phẩm cà phê với trà là bắt đầu có đủ thứ chuyện. Tội nghiệp cho những đứa trước giờ bán trà, cà phê hộp cho nó, mới rục rịch thì nó chửi tắt bếp luôn. Mà hả, chửi đứa nào thì mất đứa đó, vì họ bỏ qua Gia Bảo hết. Còn nghĩ coi, Gia Bảo rất có lương tâm nghề nghiệp, nó trọng những đồi trà ngon, thu mua giá cao, cà phê cũng vậy, nhưng không ép giá đồ dở như đám kia mà chỉ cho họ cách cải tạo và chăm sóc mảnh vườn của mình. Đó là những người có học thức mà, nói chuyện khoa học kỹ thuật đàng hoàng, còn theo chân đến đồi để khảo sát, từ từ rồi đồi trà cà phê nào chất lượng cũng tăng vọt và giá cả cũng tăng theo. Nó thu mua vô tư, và nhà vườn muốn bán cho ai thì bán, chẳng bao giờ tranh giành. Phong cách như vậy nên người ta ùn ùn đổ về. Khi mình bán ra mà cũng nhìn thấy được thành quả của mình thì bay nghĩ coi, ai mà không muốn. Nhưng cái đám đó bây giờ rách việc rồi. Thay vì điều định với Gia Bảo để trà cà phê chúng thu mua cũng được Gia Bảo chế biến, thì đằng này cứ cắm mỏ vô chửi. Nhâm Lý chửi, Mộng Mũi chửi, đám cóc ké không biết gì cũng hùa theo chửi y chang như chó hùa. Bà Tám đụng đến cười. Bởi vì chúa hò nên chó hùa. Chúa nó không hò, sao chó nó hùa được? Bà Năm cười hì hì. Có một con nhỏ, nhỏ tuổi hơn tụi nó cũng ở trong cái quán đó. Nó được lòng khách hàng nhất. Thấy chúng ăn ở không, cứ chửi người này người kia mới góp ý. Mèn ơi, vậy là chúng quay mũi dụi qua chỉ vô nó. Nó ghét nghỉ quán luôn. Trước khi đi, nó cũng góp ý thẳng với Nhâm Lý là cứ cái đà này, họ sẽ không còn mua được bất kỳ một loại trà cà phê tốt. Vui nhất là vụ chị Tám nè. Kêu chị kể cho nghe. Thôi, chị kể luôn đi. Ở đây chị Tám là người có nhiều trà và cà phê nhất. Chị bán đều cho hai bên, mặc dù bên Gia Bảo giá cao và lịch sự hơn. Đám Nhâm Lý coi trọng và sợ chị lắm, vì nếu như chị bán hết cho thằng Bảo, thì coi như nó dẹp luôn nghề này, chứ còn mua bán với ai. Vì hễ chị đi là sẽ có nhiều người đi theo. Vừa rồi, cái vụ thằng Hà, chị có lên tiếng. Vì thấy thằng nhỏ mới vừa bất bệnh chưa khỏi mà chúng hồ chửi con người ta những điều khó nghe. Vậy là con A Mộng nổi sung thiên, cự lại và chửi chỉ mới ghê chứ. Hậu quả là nó phải nghỉ việc. Vì suy cho cùng, nó cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Chị Tám là người đức cao vọng trọng nên chúng không dám đụng. Ghét chỉ, chúng cứ nhắm vô thằng Hà mà chửi miết. Thằng Hà nhịn vì sợ ảnh hưởng tới chị Tám,
Nhưng chúng nghĩ ra cũng ngu. Trước sau gì Hà cũng bán trà cho Gia Bảo, vì bây giờ nó không thèm lui tới quán của chúng nữa. Cứ để chúng chửi cho đã cái miệng. Bà Tám cười, nói. Ta nói, nó chửi hoài á, giống như ngửa mặt lên trời phun nước miếng vậy. Có trúng ai đâu, lại rơi ngay vào mặt mình. Nó chưa từng nghe câu, đàn bà khôn, kiếm tiền chứ không kiếm chuyện mà. Bà ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Do hai con chủ thôi, quá dễ dãi, quá dung túng, quá hời hợt, quá ngu ngốc, nên dùng những con đó như một công cụ chửi, mà không nghĩ chính vì vậy đã làm cho khách hàng xa lánh, dẹp chỗ mua bán bây giờ. Hiện nay rảnh lắm, cứ bươi móc chuyện cũ của người ta mà xỉa xói. Nói cho con biết để về nói với vợ, đừng lui tới, đừng dính líu tới bọn đó, để tránh rắc rối về sau. Bà cười, vẫn cắm cúi cho trà vào bao, trả lời. Lo gì má ơi, tụi con không có miếng đất cắm dùi á, trà đâu mà bán. Họ không quan tâm con đâu. Ôi, đừng nghĩ vậy chứ. Biết đâu sau này á, tao với bà Năm nhờ vợ chồng bay canh tác giùm mấy đồi trà thì sao? Thì vợ chồng bay á, là đích ngắm của bọn chúng đó. Giờ đừng qua lại, sau này dễ hơn. Bà cụp một con mắt đang sáng rực xuống để che giấu sự mừng rỡ khi nghe bà Tám dứt lời. Trong đầu anh ta đang vạch ra một kế hoạch để nhanh chóng thực hiện điều bà Tám vừa nói. Từ lúc đó, hai bà nói gì, bà không còn nghe rõ nữa. Nhưng anh ta cũng thầm phục bà Tám có những câu nói rất là độc đáo. Chúa hò, chó hùa, ngửa mặt lên trời phun nước miếng. Đàn bà khôn kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Dẫu sao, anh ta cũng còn phải học hỏi bà một thời gian để chiếm trọn lòng tin, bởi vì rõ ràng bà không phải là người đơn giản. Tối lại, bà kể tất tần tật những điều hai bà má nói cho lành nghe, xong kết luận. Trên đời có nhiều hạng người, tính ra tôi cũng đâu phải là người xấu hả bà? Tôi không làm hại ai, trừ khi họ đụng đến tôi không nói xấu chỉ trích ai cả. Trong đời chỉ sai lầm một lần là lỡ tay đập chết thằng Sung. Tôi cũng bị trả báo phải bỏ xứ rồi. Bởi vậy bà đừng nhìn tôi bằng cặp mắt ác cảm nữa. Tôi thương bà thương con, chắc bà biết. Lành im lặng. Lần đầu tiên sau biến cố xảy ra, chị thấy anh nói đúng và chị cũng đồng tình. Từ hôm đó, Lành luôn đồng tình với chồng, đến nỗi trở thành một kẻ khẩu Phật tâm xà lúc nào không hay. Hôm nay, bà Năm hái trà ngày thứ hai. Ngày hôm qua, sau khi bạc đã đóng bao xong, Gia Bảo cho xe tải lại chở. Bà Năm theo xe đến chỗ để cân và nhận tiền. Một ngày 12 công thợ hái được tất cả là 240 kg. Trung bình mỗi người hái được 20 kg. Mỗi ký vào thời điểm đó là 6.000. Công thợ được trả mỗi ngày là 20.000. Sáng sớm, bạc nói với bà Năm và bà Tám. Con thấy vậy nè hai má. Ở đây theo thói quen, người ta đi hái trà sớm quá. 3-4 giờ sáng đã lên đồi rồi. Chi bằng á, vợ má giãn thời gian ra. Chừng 5 giờ là hái được. Đến 9 giờ là xong một ngày, nếu má tính trả tiền công ngày. Sau đó, ai muốn hái tiếp tục đến 1 giờ chiều thì mình cho mỗi người một ổ bánh mì và nước đá, đem theo sẵn một thùng cho thợ uống. Vừa ăn vừa nghỉ ngơi, xong hái tiếp, mình tính công 2 ngày. Con thấy vậy họ khoái hơn à má. Chứ mới 8 giờ sáng về cũng ở không chứ gì. Mình tiết kiệm thời gian cho mình mà cũng cho mọi người nữa. Bà Tám khuôn mặt nở ra, không phải vì nghe ý kiến của bà hay, mà bà mừng vì nó cũng lo cho việc trà bọng của hai bà. Bà cười hớn hở. Không phải tao chưa nghĩ tới việc này, nhưng cái lễ rồi nên khó thay đổi. Hôm nay tao ngó cũng thấy trả tiền công ngày cho đám thợ cũng chưa công bằng, vì có đứa nhanh đứa chậm, đứa hái nhanh nhiều hơn đứa chậm dữ lắm. Tao định trả tiền sản phẩm, tùy theo giá trà. Ví dụ như hiện nay trà 6.000 một ký thì trả cho người hái 1 ký 1.000. 1.000 là giá chót, nếu trà lên giá thì sẽ trả thêm. Hái đến 10 giờ có đứa bạc trăm chứ không chơi, như vậy còn khuyến khích họ nhanh tay lẹ chân nữa. Chứ bây giờ thì giỏi lắm cũng 20.000, mà đứa lẹ phải gồng cho đứa chậm, bày nghĩ coi phải không? Bà gật đầu, thất vọng trong lòng. Thì ra, bà ta lúc nào cũng nghĩ trước mình một bước, nguy hiểm quá, phải đề phòng người đàn bà này. Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, bà vẫn thân thớt nói cười. Má tính vậy con thấy hay quá, kết hợp ý con với ý má, mình rút ngắn được thời gian lao động mà cũng giúp cho bà con có nhiều tiền. Thay vì hái 5 ngày, mình hái 2 ngày là xong, thời gian còn lại họ đi hái cho chủ trà khác.
còn mình thì lo bỏ phân tưới nước cho đồi trà, chờ đợt lá sau. Ừ thì vậy đi, chị Năm hôm nay phổ biến cái tin này nghe, cho tụi nó ráng hái nhiệt tình. Thằng Bạc, mày đem theo cái cân 60kg theo để cân cho tụi nó. Kêu con vợ về làm sổ sách tính tiền công, rồi bà Năm trả cho. Vợ chồng bay thì tao cũng tính không để thiệt thòi đâu. Trời, má lo cho người ta đi, tụi con trong nhà có tính toán gì với hai má đâu. Giúp được gì con sẵn sàng, còn mừng không kịp nữa à. Bà Năm vui ra mặt. Ở đâu xui khiến hai bà già mình có thằng con này thiệt là phúc đức. Bạc một thoáng chạnh lòng khi nghe câu nói này của bà Năm và tia nhìn đầy sự thương yêu tin tưởng của bà Tám. Anh ta chợt thấy trái tim như thắt lại. Trong một buổi hừng sáng trời còn mù sương, da thịt lạnh ngắt co ro trong chiếc áo ấm, Bạc tự nhủ, hay là thôi đi, toàn tâm toàn ý với hai bà má này, chắc cái ăn cái ở của vợ chồng con cái sẽ vô cùng yên ổn. Cuộc sống càng phức tạp, càng bon chen tranh giành, càng đưa mình đến ngõ cụt lúc nào không hay, như anh ta đã từng vì miếng ăn mà vô tình sát hại một mạng người. Lành được gọi xuống cân trà cho công thợ, bà Tám lang sang đi mua 17 ổ bánh mì thịt, ghé ngang nhà đưa cho hai đứa con của Lành mỗi đứa một ổ, xong đem lại chỗ Lành đang cân trà. Được thông báo mới, ai nấy đều vui vẻ phấn khởi nhanh tay hơn mọi khi. Cho đến 9 giờ, tất cả dừng tay ăn tạm ổ bánh mì, uống vài ly nước, rồi hái tiếp cho đến 1 giờ trưa thì xong mấy đội trà của bà Năm. Lành tính sổ cho bà Năm trả tiền, có người được cả 100.000 bằng 5 ngày làm bình thường của mình. Hôm đó, Bạc đóng bao mệt đừ, Lành phải phụ chồng, cả nhà họ ăn cơm bên bà Năm. Hai bà má vui mừng không kể xiết. Bạc tiện tay mang về một nhánh trà ai đó đã cắt phạm đến 4 lá, trong đó có 2 lá không phải đọt dù còn rất non. Bạc nấu ấm nước sôi, bỏ đọt trà vào một ly, 2 lá vào một ly, dùng đĩa đầy kính hãm lại mùi trà. Anh ta chưa từng uống trà kiểu này bao giờ, nhưng nghe nói cũng làm thử. Nhấp một ngụm nhỏ ở ly thứ nhất, vị đắng chát trong miệng, Bạc ngậm một chút thưởng thức rồi chậm chậm nuốt. Anh chép miệng. Rõ ràng, cái mà Bạc cảm nhận cuối cùng là hậu rất thơm ngọt của lá trà. Anh ngồi im một lúc rồi bắt đầu thưởng thức ly thứ hai. Bạc sảng khoái xác định, cả hai ly y chang như nhau. Có nghĩa là, thay vì chỉ hái đọt thôi, bây giờ có thể cắt thêm 2 lá nữa, với điều kiện lá phải non mướt. Hái thêm 2 lá thì không thể ngắt bằng tay được, mà phải dùng kéo bấm hoặc lưỡi hái. Chủ trà có thêm thu hoạch, mà nhân công cũng có số ký. Bạc vui mừng với phát hiện này, vội vã 3 chân 4 cẳng chạy ra chỗ thu trà của bà Năm. Lúc ấy, bà đang chờ Gia Bảo cho xe đến chở. Đồi trà của bà Tám cũng gần đó. Bạc đi lên, ngắt vội 3 nhánh như dự định, rồi đến bên bà Năm. Má, con mới nghiệm ra một chuyện. Má cho con đi theo gặp anh Gia Bảo với. Có chuyện gì hả con? Bà kể cho bà nghe phát hiện của mình. Bà chăm chú lắng nghe rồi mạnh dạn. Vậy bữa nay á, bay đi thế má đi. Số ký vợ bay đã cộng lại hết rồi. Nhưng lên đó cũng nên để nó cân lại. Sơ suýt chút đỉnh cũng không sao. Lên đó muốn nói gì với nó thì nói. Thằng đó cũng biết lắng nghe lắm. Bà vui mừng. Hy vọng là ý kiến của mình sẽ được Gia Bảo chấp nhận. Gia Bảo tiếp Bạc ân cần, khi biết anh là con của bạn thân bà Tám thì rất trọng vọng. Đó là người đàn ông dông dỏng cao, tác phong nhanh nhẹn, thoạt nhìn đánh giá đúng là một người trí thức. Bạc có chút e dè khi đối diện. Gia Bảo châm nước vô bình thủy, bê nguyên khay bình tách chuyên dùng trà ra, đặt lên bàn. Làm bình trà cổ anh Ngộ, trà này của dì Năm, tôi sấy để hương liệu rồi nhưng chưa đóng gói thành phẩm thôi, uống thử trà nhà coi sao hen. Gia Bảo cho một muỗng trà vào bình, châm nước sôi vào phần 3 bình, rồi chắc nước ra để tráng 2 cái tách nhỏ. Sau đó châm nửa bình nước, ngồi xuống đợi cho trà ngấm. Anh nhìn Bạc. Anh ở đâu tới đây vậy? Ở Bến Tre anh à. Hôm rồi có người quen giới thiệu trên đây có chỗ anh đang thuê người, nên vợ chồng tôi đùm túm lên định xin vô làm công. Nhưng lúc đó nhà anh đang có chuyện, nên buổi đầu bơ vơ chứ. Rất may gặp dì Năm cho ở nhờ, từ đó mới nhận ra dì Tám là bạn của má tôi. Ừ, chuyện đó tôi cũng bị quần hết mấy ngày. Cuối cùng cho hết cái băng nhóm đó nghỉ việc. Ở đây là chỗ làm ăn, không chấp nhận ai tới gây rối. Gia Bảo từ tốn rót trà vào tách, đẩy về phía Bạc. Uống thử anh Ngộ. Tôi thì cũng không có gu thưởng thức trà. Ở dưới quê, miễn có trà tiếp khách là tốt rồi. Đi chợ mua một gói 3 chữ A hoặc trà con khỉ về uống là xong.
không ai chê khen gì ráo trỗi. Thường là vậy, nhưng mình ở xứ trà thì cũng phải biết thưởng thức chứ anh. Tôi có thể nhấp một ngụm là biết trà và cà phê của đội nào liền. Nghề dạy nghề đó. Bạn lấy ra ba nhánh trà của bà Tám ban nãy vừa hái đưa cho Gia Bảo. Đâu anh coi, pha thử trà đột riêng và hai lá kế bên xem mùi vị có khác nhau không. Gia Bảo cầm nhánh trà trên ngắm nghía, xong anh ngắt một đột trà bỏ vào tách, chế nước sôi rồi dùng dĩa đựng tách hãm lại. Anh cũng dò cho dập nát hai lá kế đột hãm tương tự, xong rồi nhấp nháp, điệu bộ của người sành trà, bạn nhìn thật sướng con mắt. Ừ, cũng không có gì khác, trà gì Tám phải không? À, hay ta, tôi nói với anh rồi, tôi biết hết mùi trà, cà phê của từng đội mà. Nhưng giờ ý anh muốn nói gì? Bạn khắp khởi mừng thầm, anh trình bày suy nghĩ của mình cho Gia Bảo nghe. Thay vì chỉ hái đọt thì giờ có thể cắt thêm 2-3 lá nữa, nhà vườn sẽ thu hoạch nhiều hơn, mà công thợ có ký lô cũng có thêm tiền. Chỗ thu mua không thiệt hại gì về chất lượng mà thu mua được nhiều hơn. Gia Bảo cười cười lắng nghe bạn thao thao bất tuyệt, xong kết luận. Lần này anh về bàn với dì Tám làm thí điểm đi, tôi sẽ sấy một mẻ, nếu như thành công á thì từ nay mình sẽ làm theo phương án này. Tôi cũng mong bà con mình thu nhập cao để cải tạo vườn trà cho tốt. Bạc sướng rung, xem như anh ta đã lập công đầu với hai bà má bất đắc dĩ. Phương án của bạc được xem là khả thi, dân chúng ở đó coi anh như thần tượng. Càng lúc, bà càng thấy mình thông minh quá đỗi. Nhưng cái đám nhâm lý thì tức muốn cành họng. Họ không biết nguyên nhân nào mà bên Gia Bảo thu mua kiểu trà kỳ cục vậy. Càng lồng lộn lên khi người ta ồn ồn kéo đến bán cho Gia Bảo. Bên đây thì không thể nào thu mua trà có đến một gang tay, nên cứ nhìn lượng khách bỏ đi một cách tức tối và đau lòng. Sau đó, họ lân la tìm hiểu nguyên nhân, biết bạc là đầu dây mối nhợ dẫn đến tình trạng này, nên cố ý mua chuộc. Một hôm, sau khi đi giao trà cho bà Tám về ngang quán, bạc ghé mua vài con khô cá mề tho và một ít trứng. Lý bước ra dồn dã. Đó là một người đàn bà còn trẻ, với bộ ngực đồ sộ hấp dẫn, đôi mắt sắc và rất tình tứ. Bên cạnh Lý, lúc nào cũng có Nhâm, mụ này chắc là lớn tuổi hơn nhiều, tướng rất đô, cũng đon đã với bạc, nhưng mắt cứ chăm chăm ngó chừng Lý. Thấy Lý xoắn xuýt với bạc, mụ ta có vẻ không hài lòng. Bạc nghĩ, chết mẹ, hay là họ ô môi ta? Lý cười tươi như hoa, nhỏ nhẹ với bạc. Anh giỏi quá, chỉ cần nói vài câu á mà Gia Bảo nghe lời răm rắp. Phải chi anh giúp em thì hay quá. À, giúp làm sao? Anh chỉ em cách hái trà, rồi em thu mua lại của nhà vườn. Sau đó anh lấy đem lại bán cho Gia Bảo dùm, là em mang ơn anh đời đời. Trời đất, hái trà thì thợ họ rành hơn tôi. Còn cô thu mua rồi giao lại cho Gia Bảo thì lấy gì lời? Cô ép giá người ta hả? Bậy bậy. Anh Gia Bảo mua sao, em mua vậy. Huề vốn hay lỗ chút cũng được, miễn không mất khách là mừng rồi. Giúp em nhen anh, em cũng không để cho anh bị thiệt thòi đâu. À, tôi không có hứa à nghe. Anh khoan hứa cũng được, miễn là anh có suy nghĩ đề nghị của em là em vui rồi. Bạc bỏ về, nói thầm trong bụng. Suy nghĩ con mẹ gì. Trong vòng vài tháng, bạc không đếm xỉa tới Nhâm Lý, thậm chí đi ngang, anh cũng không ngó vào. Lúc này, họ cũng không còn mua trà nữa, chỉ còn vài người đã dướng vào nợ nần hay ơn nghĩa gì mới đến bán chút đỉnh cà phê. Nhưng họ cũng không bị rung chuyển mà coi bộ có phần sung túc hơn trước. Quán tạp hóa nước giải khát được tu sửa thành quán karaoke ca hát tối ngày, với lượng khách là những công nhân hái trà từ tứ xứ kéo về. A Mộng cũng trở về phục vụ, đám A Mộng A Mũi tha hồ mà chân diện, và ôi thôi, nhiều chuyện hết chỗ nói, suốt ngày đon đã chào mời khách tới quán. Karaoke thôi mà, sao lại đông đúc nhộn nhịp vậy? Trong khi ngoài chợ Lộc Thành cũng đầy quán, mà coi có vẻ khang trang thoáng mát hơn. Người ra kẻ vào nườm nượp, nhất là lúc về đêm, cũng bắt đầu giai đoạn đó, trộm cắp xảy ra như cơm bữa. Nhà ai sơ sẩy cũng bị mất đồ, thậm chí là mất những cái nồi, những cái thau đang xài. Điều này chưa từng xảy ra ở đây. Một bữa, thoáng thấy bóng bạc từ xa, Nhâm bước ra chặn đường lại, hăm dọa. Nè, tôi nói cho anh biết, hôm rồi Lý đề nghị anh như vậy, anh không làm theo thì thôi, chứ không được phép nói lung tung nghe không? Tôi mà nghe đồn thổi tới tai á thì anh đừng có trách. Nói lung tung gì? Nè, tôi là đàn ông nghe, không phải như mấy cái miệng của mấy con mụ ăn không ngồi rồi, tối ngày lo chăm chích thiên hạ,
tôi bận lắm, không có rỗi hơi mà nghe mấy người nói chuyện nhảm nhí. Ừ, cứ nhân nhân lên đi, rồi mai mốt hả họng ra khóc. Bạc quay ngoắt lại. Hăm dọa tôi hả? Tôi thách mấy người đó. Đừng thấy tôi thân cô thế cô, rồi tưởng dễ ăn hiếp. Ngon, đụng vào thử coi. A Mũi đứng trong nhà, cặp môi đỏ chét ông ống giọng ra. Mày chờ đó đi, thằng chột! Bạc nổi máu côn đồ lên, trước giờ chưa ai dám kêu anh như vậy. Bạc ráng kìm nén cơn giận, chứ không thôi sẽ sáng cho ả bạc tai, không gãy mấy cái răng mới là lạ. Chột con mẹ mày! Tao chờ coi tụi bay làm gì tao. Cẩn thận, để tao phá banh chành cái quán của mày đó. Ngon thử coi! Đụng tao đi, rồi biết liền. Người hiền á sợ tụi bay, nhưng tao không sợ, bởi vì tao không phải là người hiền, biết chưa? Bạc Dương Dương tự đắc bỏ đi, nhằm A Mũi đứng lại tức cành hông, bà ta quyết định dạy cho thằng chột một bài học. Về phía Bạc, anh ta rất mong đám đó đụng đến mình. Và Bạc cũng không cần phải chờ lâu, cơ hội để anh thực hiện ý đồ đen tối của mình cũng từ sự trả thù của Nhâm Lý đem lại. Một tháng trôi qua, mọi việc đều êm ả, không có gì xáo trộn. Vợ chồng Bạc cũng theo phụ hai bà, không phải đi làm thuê mướn cho ai. Cứ xong một đợt hái trà là họ lo chăm sóc, bỏ phân và phun nước đồi trà. Xong việc thì chuyển qua phụ cô Sóc hái cà phê hộp, phơi rồi đem giao cho Gia Bảo. Phần nào bà Tám giao cho Nhâm Lý thì bà đi giao. Nhưng nếu đưa Bạc đi thì anh sẽ đem thẳng lại chỗ Gia Bảo. Sự hiềm khích của Nhâm Lý đối với Bạc càng lúc càng gia tăng. Nhưng Bạc đâu có ngán. Mỗi lần đi ngang nhà còn nhìn vào, thấy Nhâm Lý hoặc A Mộng A Mũi, anh còn chướng mắt chọc ghẹo. Bọn họ giận sôi gan, chờ dịp trả thù. Lúc này, đám Nhâm Lý kinh doanh quán karaoke coi bộ thịnh dữ. Họ mua cát đá về xây thêm mấy phòng nữa, nhưng mướn thợ xây ở đâu chứ không phải là dân địa phương, và người ta cũng không biết họ xây cái giống gì, bởi những tay đến ca hát vẫn không phát hiện ra có căn phòng nào mới. Họ bí mật xây cất càng làm gây thêm sự tò mò cho mọi người, nhất là Bạc. Anh ta âm thầm điều tra để tìm ra nguyên nhân vì sao họ chỉ kinh doanh sơ sài vậy mà nhanh chóng làm giàu quá đỗi, nhất là khi họ mua một lúc hai chiếc xe Rim 100 phân khối cho hai con nhỏ A Mộng A Mũi chạy ngời ngời suốt cả ngày. Ngay thời điểm đó, nhà nước khuyến mãi lắp đặt điện thoại bàn. Nhà nào có hộ khẩu hoặc KT3 đều có thể lắp được. Chỉ cần trả tiền đường dây, còn máy điện thoại sẽ được cấp miễn phí. Bận đó, vợ chồng Bạc được gặp Phát, con trai bà Năm và Tuấn. Con trai bà Tám về lắp điện thoại cho mẹ để tiện việc liên lạc thăm hỏi. Đó là những con người thành đạt. Bạc nghe nói họ rất giàu có, nhưng phong cách lại bình dị. Biết vợ chồng anh tá túc ở nhà mẹ mình, Phát vui mừng gửi gắm bà cho Bạc. Anh cũng nói rõ căn bệnh của mẹ cho vợ chồng Bạc nghe để biết cách kề cận. Mấy ngày ở lại Lộc Thành, Phát và Tuấn tổ chức ăn uống linh đình, mời bà con lối xóm đến cùng vui. Khi ra về, hai anh ân cần gửi gắm mẹ cho Bạc và mỗi người đều lì xì cho hai thằng nhóc một số tiền. Bạc hết sức ham muốn được như họ, dù anh ta biết rằng ngoại hình mình là không thể nào. Có điện thoại rồi, hai bà má đêm nào cũng nói chuyện với cháu nội, nói thao thao bất tuyệt, coi bộ vui vẻ hẳn ra. Tới tháng đóng tiền điện thoại thì mới té ngửa, chỉ biết nhìn nhau cười rồi tự hứa với nhau là khi có chuyện cần thiết mới gọi điện, chứ không gọi linh tinh nữa. Lành chạnh lòng, không biết ở dưới mổ cày có được dịch vụ này chưa? Nếu có, chị sẽ điện thoại về thăm má ruột của mình, xem sâu vụ chạy trốn của vợ chồng chị, gia đình có bị ảnh hưởng gì không. Bạc thì chẳng quan tâm gì đến chuyện đó. Anh ta chỉ chăm chú vào Nhâm Lý để tìm kẻ hở của bọn chúng. Mối thù dám kêu anh bằng thằng chột thật sự không thể bỏ qua. Cuối cùng thì Bạc cũng biết được họ đang làm gì. Đó là việc làm phạm pháp. Thầu đề. Thì ra, mỗi ngày A Mộng A Mũi xách xe chạy ngời ngời ngoài đường là để gom phơi đề về cho Nhâm Lý. Sau đó, Lý tổng kết số tiền mỗi con đề. Nếu có số nào quá tải thì lệnh cho Mộng Mũi đi đến thầu khác để chạy bớt. Chúng canh đều số tiền cho mỗi con đề nên thắng chắc cú. Trung bình mỗi ngày kiếm vào bạc triệu như chơi. Quá sức nói cái bọn này rồi. Ông nắm thấp con rồi nghe con. Để coi ông làm gì con nhé. Bạc đắc ý nghĩ bụng như vậy.
Hôm sau khi đi giao trà cho bà Tám về, anh ta đụng đỉnh ngay nhà Nhâm, thấy Nhâm đứng đó một mình, bà kiếm chuyện. Chào anh chồng ô môi. Nhâm trừng mắt, mặt đỏ phần vì giận dữ. Nói gì đó thằng khốn nạn? Nói em là đàn bà đẹp, vậy mà ô môi, thiệt là uổng đó mà. Ô môi em có nổi mày. Đúng là chửi riết quen cái mỏ. Đàn bà mà chẳng có chút dịu dàng, rồi mai mốt công an ụp vô bắt quả tang thầu đề, sẽ chửi hay năn nỉ lệ lục xin tha. Nhâm hoảng kinh, thò lỏ mắt ngó bạc, ánh mắt như có tia lửa bắn ra. Mày nói bậy bạ gì thằng chó đẻ? Nè, mày chửi một tiếng nữa là sập tiệm liền tức khắc nghe không? Ngon chửi tiếng nữa đi. Biến khỏi chỗ này mày. Được, nhưng anh mày cũng dạy cho mày biết một điều kinh điển nè. Muốn người ta đừng biết, trừ khi mình đừng làm. Nhớ thuộc lòng nghe chưa? Bà cười ngất ngưỡng bỏ về, trước đôi mắt nhìn theo, vừa lo sợ vừa tức tối của Nhâm. Sáng hôm sau, bà dắt bao phân lên đồi trà để bỏ phân cho bà Tám. Lần này đi, anh ta xách theo khúc tầm dông dài một thước rất vừa tay và cuộn dây gân để phòng thân. Sự tính toán của bà không là dư. Lên tới sườn đồi, chưa kịp đặt bao phân xuống đất, bỗng xuất hiện ba tên đàn ông lực lưỡng đeo khẩu trang kính mít chỉ chừa đôi mắt, cầm cây và mã tấu lao tới giục túi bụi vào bạc. Anh nhanh tay đưa bao phân lên đỡ, mã tấu xả một nhét, tét hai bao phân, phân đổ xà xuống, tiện tay, bạc hất phân còn lại vào mặt hai tên, chúng bưng mặt tránh ra, còn lại một tên cầm cây đang nhào tới. Bạc đúng là có sức mạnh của Lê Phụng Hiểu, quơ ngang khúc tầm dông vào chân hắn, nghe rắc một tiếng, hắn khuỵu xuống hoàn toàn. Hắn đau đớn hét một tiếng gian rền rồi im bạc. Có lẽ đã gãy xương chân. Nhanh như chớp, bạc đoạt lấy khúc cây hắn vừa đánh rơi, hai tay cầm hai cây, hùng hổ tiến tới hai tên kia đang dụi phân lia lịa vì dướng phải phân NPK. Bạc vừa chọi vào, bạc quát lớn: ai sai tụi bay làm chuyện này? Hai gã cầm mã tấu giục bỏ chạy, nhưng vì còn chưa nhìn rõ nên dướng vào những bụi trà. Bạc dán những cú đánh bằng tầm dông không thương tiếc lên người bọn chúng. Cú đánh cuối cùng lên tay làm hai gã đàn ông sức lực như trâu phải bỏ vũ khí chạy thục mạng, bỏ luôn đồng đội của mình bị gãy chân nằm chảy dỗ rên xiết. Bạc đắc ý thu gom hung khí xong, tiến tới chỗ gã đàn ông đang oằn oại gì đâu, giật phăng miếng vải che mặt của hắn ra, một bộ mặt lạ hoắc. Bạc lắc đầu: tại sao mày ngu vậy? Tao với mày có thù oán gì đến đổi phải đi đánh lén tao như vậy? Họ trả mày bao nhiêu tiền? Giờ bị thương tật vậy, liệu họ có lo cho mày không? Rồi gia đình vợ con mày ai lo? Ngu sao mà ngu quá trời. Thôi mệt, lãi nhãi hoài. Tao để cho mày vậy không à? Giờ mày muốn làm gì tao thì làm, đừng nói nhiều. Giỏi, anh hùng rơm hen. Giờ giải mày về công an á, cho mày nếm mùi tù tội vậy thôi. Có điều á, què quạt rồi, tự lết về, chứ tao không bồng ẩm gì đâu nghen. Nói xong, bạc dùng dây gân trói hai tay hắn, rồi lùa về như người ta lùa trâu. Mặc cho hắn đi đứng khó khăn, bạc cũng không chút động lòng. Hắn đi không được, bạc lo ó ôm trời. Thoáng thấy dưới chân đồi thấp thoáng bóng người, bạc nhanh trí la lên: tao hỏi mày lần nữa, ai xúi giục tụi bay đánh lén tao? Mày không nói tên kẻ chủ mưu, cũng phải nói tên hai thằng kia và bọn bay từ đâu tới chứ. Dưới chân đồi có ba người nghe tiếng bạc quát tháo bèn chạy lên. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, liền phụ với anh ta áp giải tội phạm đến chính quyền. Lên tới công an xã Lộc Thành, hắn khai là do anh em Gia Bảo xúi giục bọn hắn tới tấn công bạc cho thù ghét cá nhân. Hỏi hắn Gia Bảo gặp và xúi hắn lúc nào, hắn trả lời cách đây 3 ngày. Công an xác minh 4 ngày trước đó Gia Bảo đã đi Sài Gòn, 2 hôm sau mới về. Bằng nghiệp vụ của ngành công an, cuối cùng cũng điều tra ra được kẻ chủ mưu là Nhâm Lý. Do sợ bạc sẽ làm bể ổ thầu đề của mình nên hai ả đã thuê sát thủ ở xa tới thanh toán bạc hòng giết người bịt miệng. Công an kiểm tra nhà của Nhâm Lý, phát hiện ra một hầm bí mật được xây cất kiên cố bên dưới phòng ngủ của họ để làm sao huyệt ghi đề. Vậy là cả đám bị bắt gọn. Khi nhà biết được việc làm phi pháp của Nhâm Lý thì rất phẫn nộ. Mọi người lý giải được vì sao mấy lúc gần đây xóm làng hay bị mất trộm, cả cà phê trên cây cũng bị hái lén, thì ra là do đám ghiền đánh đề. Họ hả hê nhìn thấy bọn chúng bị còng xe lên tay công an đem về trại giam. Bắt đầu từ đó, làng xóm bình yên, chủ vườn không còn phân dân lo lắng khi bán thành quả của mình, không còn nghe tiếng chửi rủa châm chích của đám Nhâm Lý.
và nhà cửa chúng cũng bị niêm phong. Bạc được xem như một anh hùng, một mình chống lại ba tên hung dữ. Lành cứ chúng chiếm ngưỡng mộ chồng, thật là anh ta ăn nhiều, chẳng uống cơm. Bà Năm và bà Tám thì sợ run, cũng may bà không sao mà còn lập được công trạng, chứ nếu có bề gì thì tội nghiệp cho vợ con nó biết bao. Hai bà không hề biết là do chính Bạc đã tự tìm đến rắc rối cho mình. Mấy hôm sau, tới lúc bỏ phân cho bà Năm, bà đòi đi theo, vì nếu có bà thì bọn chúng ít ra cũng nể mặt. Lành can: "Thôi má đi chi, bọn chúng bị bắt hết rồi, còn đâu mà lo." "Oại, sợ tụi nó còn có băng đảng, nó trả thù phen này trở tay không kịp chứ chẳng chơi à. Nó ở tù hết nên mình đâu biết dịnh vô ai mà nghi ngờ." "Má đi thì làm được gì, lỡ như có chuyện xảy ra, bệnh của má tái phát rồi làm sao đây?" "Nói chơi hoài bay, có gì ta bỏ chạy trước, về kêu công an lên còng đầu nó chứ." Bạc cười khà khà: "Má đi lên đòi nói ha mà đòi theo. Vậy chứ trước giờ không có bay, ai bỏ phân cho trà với cà phê? Yên tâm đi, tao mạnh như súng đạn mà." Lành nói: "Hay má ở nhà để con đi cho." "Bọn, tao đi." Bạc khấp khởi mừng trong bụng, anh ta giả lả: "Má đi thì đi, đi chơi cho vui thôi, chứ đố cha thằng nào dám giở trò." Lành lo lắng chen vào: "Hay là má rủ má Tám đi với, có gì cũng có má Tám." Bạc nạt nghen: "Có gì là có gì, nói tầm bậy tầm bạ không." Lành im lặng, trong lòng cảm thấy bất an. Bà Năm vui vẻ cầm cái thau theo chân Bạc, dắt bao phân đến đồi trà. Hai người vừa đi vừa nói cười rôm rã, trong khi bà Năm nghĩ Bạc là món quà trời ban cho mình, thì trong đầu Bạc đang vạch ra một kế hoạch để thôn tính đồi trà của người mà miệng anh ta lúc nào cũng ngọt ngào với tiếng kêu má, má. Lên tới đỉnh đồi, bà Năm ngồi xuống thở dốc, chép miệng: "Không nói già cũng không được, mỗi hôm lên tới đây tao còn hát giọng cổ được, giờ thở hổng ra hơi luôn à." Bạc cười cười, thấy cơ hội đã tới, anh ta đứng dậy: "Má ngồi nghỉ chút đi, con bỏ phân nghe." Bạc trút phân trong bao ra thâu, bưng đi chọi mấy gốc trà. Bà Năm ngồi chống tay ra sau, ngửa người ra thở. Bạc chọi chưa được một hàng thì chợt la lên thất thanh: "Má, má!" Bà Năm hoảng loạn đứng bật dậy: Gì vậy bay? Rắn, rắn, má ơi, rắn, rắn kìa!" Bà Năm nhảy dựng lên, mặt cắt không còn chút máu: Rắn, rắn, bà mẹ ơi, rắn, bà mẹ ơi, rắn, rắn!" Bà vừa nhảy vừa la được mấy câu rồi ngã lăn dài từ đỉnh dốc xuống dốc. Bạc đứng yên nhìn theo, đến khi bà lăn tới sườn đồi nằm im bất động, hắn bèn phóng như bay xuống la làng: "Má, má ơi, trời ơi, có ai không, có ai không?" Hắn bồng bà Năm dịu quạt trên tay, phóng như bay chạy về nhà. Mọi người hai bên đường túa ra chạy theo hắn. Lành và bà Tám kinh hoàng. Bà Tám lắp bắp: Chuyện gì vậy? Chị Năm sao vậy?" "Con cũng không biết. Lên tới đội, má Năm ngồi nghỉ, con chọi phân. Đột nhiên nghe má la lên, rắn rắn. Con dí theo kiếm đập, thì má lăn từ trên dốc xuống. Con hết hồn, phóng theo má về nhà trước rồi tính sau." Bà Tám sợ sẫm thân thể bạn già, mặt bà Năm tái mét. Bà Tám hô hào người, lấy giỏng khiêng bà Năm lên trạm xá Lộc Thành, rồi tức tốc điện thoại cho Phát. Sau đó cùng lên trạm xá với bà Năm. Ai cũng lo lắng, chỉ có duy nhất một mình Bạc, mong cho bà vĩnh viễn nằm im lặng không nói được. Sống cuộc đời thực vật, chứ đừng nên chết. Bởi vì nếu như bà chết, thì vụ này sẽ không còn đơn giản là tai hại. Mà nếu như bà tỉnh lại, thì sao nhỉ? Có sao đâu, chỉ là vì quá lo cho bà. Nên hắn quên là bà bị liễu. Vậy thôi.